ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 tại Campus Hòa Lạc. 179 sinh viên Đại học FPT tham gia lễ bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp học kỳ Summer 2015. Sinh viên ngành khoa học máy tính bảo vệ ngày 3 tháng 9, ngành kỹ thuật phần mềm và điện tử truyền thông bảo vệ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9 và ngành kinh tế ngày 4, 5 tháng 9. Tiêu biểu ở các chuyên ngành thuộc khối khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm và điện tử truyền thông có những đồ án xuất sắc như điều khiển robot bằng giọng nói, thu bắt chuyển động cánh tay, web học từ mới, sử dụng sóng não để điều khiển robot. Đặc biệt, đồ án điều khiển thiết bị thông minh bằng tia hồng ngoại của nhóm sinh viên ngành EC đã gây ấn tượng mạnh mẽ với các giảng viên trong hội đồng bảo vệ với tính sáng tạo, thực tế và hữu ích của đồ án. Thì ở đây chúng em hỗ trợ cho tụi em sử dụng thêm một module bật tắt hồng ngoại. Với ở đây chúng em áp dụng cho cái đèn, nó rất phù hợp với những người có tính lười biếng không muốn trèo xuống giường để tắt đèn cũng đi ngủ. Sản phẩm của đồ án tốt nghiệp là một hệ thống thay thế để điều khiển các thiết bị trong gia đình như TV, đầu thu kỹ thuật số, quạt điện, điều hòa, máy chiếu, v.v. Ứng dụng này sẽ khiến chiếc smartphone của chúng ta trở thành một chiếc điều khiển đa năng. Hiện tại thì trên thị trường Việt Nam đã có một cái sản phẩm tương tự như của chúng em, là một cái sản phẩm của Trung Quốc. Tuy nhiên cái sản phẩm Trung Quốc này mang tiếng là Trung Quốc sản xuất, nhưng mà giá thành của nó thì hiện tại chưa thể chấp nhận được đối với đại đa số người dùng Việt Nam. Mức giá hiện tại của sản phẩm này thì từ 1 triệu 3 đến 1 triệu rưỡi một sản phẩm. Tuy nhiên rằng cái mức giá thành của chúng em thì là sẽ là một cái lợi thế cạnh tranh đối với sản phẩm này. Còn chức năng thì chúng em hoàn toàn phải làm được giống như sản phẩm đấy. Ở nhóm ngành kinh tế, các đồ án như ảnh hưởng cố định thời điểm lên cấu trúc vốn của doanh nghiệp, những yếu tố ảnh hưởng tới lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành bất động sản ở Việt Nam từ 2008 đến 2014 cũng nhận được những đánh giá tốt từ phía hội đồng. Nổi bật ở khối ngành này, khóa luận hiệu ứng mùa vụ đặt theo tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận ấn tượng mạnh mẽ từ phía hội đồng. Điểm khác biệt cũng là điểm nhấn trong khóa luận này chính là sự phân tích sâu, cụ thể, đi đến tận cùng của vấn đề dù lĩnh vực chọn không rộng như những chủ đề khác. Nhóm các em đã có một bài thuyết trình rất là hay. Đặc biệt tôi ấn tượng với phần trả lời câu hỏi. Hầu hết tất cả các câu hỏi của hội đồng đưa ra thì các em đều trả lời, đều phản biện rất là tốt và nó gắn liền với thực tế. Tôi đánh giá đây một đề tài rất là hay và có thể ứng dụng trong thực tế. Sau cả một khoảng thời gian vất vả suốt 4 năm học, thì em cuối cùng cũng đã hoàn thành cuộc đời của một bạn sinh viên và bước sang một cánh cửa mới. Đợt bảo vệ này thì so với các cái khóa trước hay là các cái kỳ 1-2 kỳ gần đây đấy thì mình thấy là có sự chất lượng tốt hơn hẳn. Thực tế là tôi cũng đã dạy các em từ những năm thứ hai. Tôi đánh giá các em đã có cái sự tiến bộ vượt bậc. Qua cái việc làm đồ án này, tôi thấy là cái tinh thần làm việc nhóm các bạn rất là cao. Và thứ hai nữa, có những bạn mặc dù là bị có những cái lỗ hổng về kiến thức, nhưng bây giờ bạn thực sự là đủ sức có thể là ra trường, có thể là đi apply vào những công việc rất là tốt. Để hy vọng là chúc em sẽ có một công việc thực sự là tốt sau cái buổi bảo vệ ngày hôm nay. Việc bảo vệ đồ án tốt nghiệp chính là cơ hội để các bạn sinh viên thể hiện kiến thức đã lĩnh hội được sau 4 năm học tập vất vả, đồng thời thể hiện bản lĩnh vững vàng khi thuyết trình và bảo vệ đề tài của mình trước các thành viên hội đồng. Khép lại trong niềm vui, sự hạnh phúc, lễ bảo vệ tốt nghiệp sẽ mãi là kỷ niệm, là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời của các bạn sinh viên. Khép lại để rồi mở ra một cánh cửa mới với rất nhiều dự định, ước mơ, hoài bão.